Cô chào các con. Cô tên là Nguyễn Thị Mai Thi. Hôm nay cô và các con cùng vào học phần môn luyện từ và câu. Hôm trước chúng ta học bài mở rộng vốn từ cái đẹp, hiểu được những từ ngữ thể hiện cái đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ kiểm tra lại kiến thức các con qua một đoạn văn sau. Đây là yêu cầu của cô. Các con lắng nghe cô đọc. Tìm những từ ngữ thể hiện vẻ đẹp của người bà trong đoạn văn sau. Thanh bước xuống dưới giàn thiên lý, có tiếng người đi, rồi bà mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động mừng rỡ, chạy lại gần. Cháu đã về đấy ư? Bà thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ, dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương. Đi vào trong nhà kẹo nắng cháu. Sau khi các con đã lắng nghe cô đọc rồi, các con hãy tìm những từ ngữ thể hiện vẻ đẹp của người bà trong đoạn văn trên. Các con suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. Đúng rồi các con ạ. Những từ ngữ mái tóc bạc phơ, đôi mắt hiền từ, làn tóc trắng, âu yếm, mến thương là những từ miêu tả vẻ đẹp của người bà. Bằng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm cho chúng ta thấy vẻ đẹp của người bà rất hiền từ và nhân hậu. Thế trong đoạn văn này có những dấu câu nào chúng ta đã được học? Các con suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. Các con thân mến, dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu hai chấm và dấu chấm than là chúng ta đã được học rồi. Còn những dấu câu nào xuất hiện trong đoạn văn trên? Cô mời các con suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. Trong đoạn văn trên còn sử dụng dấu gạch ngang để biết khi đọc và viết văn bản thì dấu gạch ngang có tác dụng gì, thì chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay, đó là bài dấu gạch ngang. Cô và các con cùng đi vào phần nhận xét. Cô đọc bài, các con lắng nghe và đọc thầm bài tập số 1 nhé. Tìm những câu có chứa dấu gạch ngang trong đoạn văn sau. A. Thấy tôi sáng đến gần, ông hỏi tôi: cháu con ai? Thưa ông, cháu là con ông Thư, Duy Khám. Để làm được bài tập này, các con suy nghĩ và tìm ra những câu có sử dụng dấu gạch ngang trong bài. Cô nhận thấy ở câu A, dấu gạch ngang được đặt ở hai câu, đó là câu cháu con ai? Thưa ông, cháu là con ông Thư. Các con lắng nghe cô đọc câu B. Con cá sấu này màu da xám ngoắt như da cây bần, gai lưng mọc chừng ba đốt ngón tay, trông dễ sợ. Cái đuôi dài, bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng, dùng để tấn công, đã bị trói xếp vào bên mạng sườn. Vậy các con suy nghĩ, trong câu B có những câu nào có chứa dấu gạch ngang? Các con suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. Đúng rồi các con. Những câu có chứa dấu gạch ngang, đó là câu cái đuôi dài, bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng dùng để tấn công, đã bị trói xếp vào bên mạng sườn. Trong câu trên có hai dấu gạch ngang được đặt ở giữa câu.
Các con lắng nghe cô đọc câu C. Các con đọc to rõ theo nhé. Để quạt điện được bền, người dùng nên thực hiện các biện pháp sau đây. Trước khi đặt quạt nơi chắc chắn để chân quạt tiếp xúc đều với nền. Khi điện đã quạt, tránh để cánh quạt bị vướng víu. Quạt không quay được sẽ làm nóng chảy dây trong quạt. Hàng năm, tra dầu mỡ vào ổ trục, bộ phận điều khiển hướng quay của quạt. Nhưng không nên tra quá nhiều, vì dầu mỡ sẽ chảy vào trong, làm hỏng dây bên trong quạt. Khi không dùng, cất quạt vào nơi khô, mát, sạch sẽ, ít bụi bặm. Sau khi các con lắng nghe cô đọc câu C rồi, các con suy nghĩ cho cô biết trong câu này có mấy dấu gạch ngang. Các con thân mến, trong câu C có 4 câu sử dụng dấu gạch ngang. Thế các con có nhận xét gì về vị trí các dấu gạch ngang trong đoạn văn trên? Cô mời các con suy nghĩ rồi cho cô biết nhé. À, trong câu A và câu C, dấu gạch ngang đặt ở đầu dòng. Phần câu B, dấu gạch ngang đặt ở giữa câu. Các con ạ, vị trí của các dấu gạch ngang có thể đứng ở đầu câu hoặc giữa câu. Có câu sử dụng một dấu gạch ngang, có câu sử dụng hai dấu gạch ngang. Vậy, tác dụng của dấu gạch ngang này như thế nào? Chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang bài tập số 2. Các con lắng nghe cô đọc bài tập số 2. Theo em, trong mỗi đoạn văn trên, dấu gạch ngang có tác dụng gì? Để làm được bài tập số 2, các con cần suy nghĩ và trả lời cho cô nhé. Ở câu A, dấu gạch ngang đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật. Đó là ông Hách và cậu bé trong đoạn văn. Còn ở câu B, có dấu gạch ngang đánh dấu phần chú thích về cái đuôi dài của con cá sấu trong đoạn văn trên. Các con thân mến, ở câu C, dấu gạch ngang liệt kê các biện pháp cần thiết để bảo quản một chiếc quạt được lâu bền. Các con đã vừa tìm hiểu tác dụng của dấu gạch ngang trong đoạn văn. Và đây cũng chính là nội dung của bài học ngày hôm nay. Dấu gạch ngang dùng để đánh dấu. Thứ nhất, dấu gạch ngang đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật. Thứ hai, dấu gạch ngang đánh dấu phần chú thích. Và thứ ba, dấu gạch ngang dùng để liệt kê các ý trong một đoạn. Bây giờ, để chúng ta vận dụng kiến thức làm một số bài tập thì cô và các con cùng chuyển sang luyện tập. Các con lắng nghe cô đọc bài tập số 1. Tìm dấu gạch ngang trong mẫu chuyện dưới đây và nêu tác dụng của mỗi dấu. Quà tặng cha. Một bữa, Pascal đi đâu về khuya thấy bố mình, một viên chức tài chính, vẫn cầm cuội trước bàn làm việc. Anh rón rén lại gần. Ông bố vẫn mãi mê với những con số. Ông đang phải kiểm tra sổ sách, những dãy tính cộng hàng ngàn con số. Một công việc buồn tẻ làm sao. Pascal nghĩ thầm. Trong óc chàng sinh viên trẻ tuổi chợt lấy lên một tia sáng. Anh lặng lẽ rút về phòng mình và vạch ra một sơ đồ gì đó lên giấy. 10 hôm sau, ông bố ngạc nhiên thấy con
ôm một vật gì kỳ lạ đặt trước bàn mình. Con hy vọng món quà nhỏ này có thể làm bố bớt nhức đầu vì những con tính. Bác Can nói, thì ra đó là một thứ máy tính cộng trừ mà Pascal đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Đó chính là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại. Các con biết đấy, Pascal sinh năm 1623 và mất năm 1662. Ông là một nhà toán học, vật lý học, triết học, một nhà văn nổi tiếng người Pháp. Ông đã sáng chế ra máy tính năm 18 tuổi. Các con hãy tìm những dấu gạch ngang trong mỗi chuyện và nêu tác dụng của chúng. Bài này có hai yêu cầu. Cô nhắc lại, yêu cầu thứ nhất là các con phải đi tìm những câu có dấu gạch ngang. Yêu cầu thứ hai là các con phải nêu được tác dụng của dấu gạch ngang đó. Để tiện cho việc sửa bài, thì cô chia mẫu chuyện trên gồm 3 đoạn. Đoạn 1, từ một bữa Pascal đi đâu về cho đến sổ sách. Đoạn 2, từ những dãy tính cho đến lên giấy. Đoạn 3 là phần còn lại của bài. Trong đoạn thứ nhất, câu có chứa dấu gạch ngang đó chính là câu một bữa Pascal đi đâu về khuya, thấy bố mình, một viên chức tài chính, vẫn cặm cụi trước bàn làm việc. Dấu gạch ngang này được đặt ở giữa câu có tác dụng đánh dấu phần chú thích trong câu. Bố Pascal là một viên chức sở tài chính. Các con thân mến, trong đoạn B, những dãy tính cộng hàng ngàn con số, một công việc buồn tẻ làm sao, Pascal nghĩ thầm. Trong óc chàng sinh viên trẻ tuổi chợt lóe lên một tia sáng. Anh lặng lẽ rút về phòng mình và vạch ra một sơ đồ gì đó lên giấy. Trong đoạn văn này, có một dấu gạch ngang. Ở câu, những dãy tính cộng hàng ngàn con số, một công việc buồn tẻ làm sao? Pascal nghĩ thầm. Dấu gạch ngang này có tác dụng đánh dấu phần chú thích trong câu. Đây là ý nghĩ của Pascal. Các con lưu ý, trong từ Pascal có một dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang này dùng để nối hai tiếng của một từ phiên âm tiếng nước ngoài, đó là từ Pascal. Dấu gạch ngang này không có tác dụng dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hay chú thích. Các con thân mến, các con lắng nghe cô đọc đoạn 3. 10 hôm sau, ông bố ngạc nhiên thấy con ôm một vật gì kỳ lạ đặt trước bàn mình. Con hy vọng món quà nhỏ này có thể làm bố bớt nhức đầu vì những con số tính, Pascal nói. Thì ra, đó là một thứ máy tính cộng trừ mà Pascal đã đặt hết tình cảm của người con vào việc chế tạo. Đó chính là cái máy tính đầu tiên trên thế giới, tổ tiên của những chiếc máy tính điện tử hiện đại. Trong đoạn này có một câu chứa hai dấu gạch ngang, đó là câu còn hy vọng món quà nhỏ này có thể làm bố bớt nhức đầu vì những con số tính, Pascal nói. Câu trên có hai dấu gạch ngang. Dấu gạch ngang thứ nhất được đặt ở đầu câu. Dấu gạch ngang thứ hai được đặt ở giữa câu. Dấu gạch ngang thứ nhất đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật. Đây chính là Pascal. Còn dấu gạch
Ngàn thứ hai, đánh dấu phần chú thích. Đây là lời nói của Pascal với bố của mình. Và đây, các con cần chú ý. Cùng để đánh dấu phần chú thích, nhưng khi phần chú thích được đặt ở giữa câu, chúng ta sử dụng hai dấu gạch ngang. Còn khi phần chú thích được đặt ở cuối câu, thì chúng ta sử dụng một dấu gạch ngang. Các con vừa tìm hiểu tác dụng của dấu gạch ngang trong mẫu chuyện Quà Tặng Cha. Khi các con đọc mẫu chuyện này, các con đã thấy được tình cảm của Pascal đối với cha của mình là một tình cảm đầy tình yêu thương. Từ những tình yêu thương của Pascal đã biến thành những hành động để giúp đỡ cha của mình. Và đặc biệt, các con thấy khi dấu gạch ngang đặt ở đầu câu là chúng ta đọc với một cảm xúc được bộc lộ. Còn dấu gạch ngang đặt gần cuối câu, chúng ta đọc với một giọng trầm hạ xuống. Các con lắng nghe cô đọc. Con hy vọng món quà nhỏ này có thể làm cho bố bớt nhức đầu vì những con số tính. Pascal nói. Chúng ta vừa tìm hiểu tác dụng của dấu gạch ngang ở bài tập 1 để giúp các con sử dụng đúng hơn dấu gạch ngang, thì cô và các con cùng chuyển sang bài tập số 2. Các con lắng nghe cô đọc bài tập số 2. Viết một đoạn văn kể lại cuộc nói chuyện giữa bố hoặc mẹ với em về tình hình học tập của em trong tuần qua. Trong đó, có dùng dấu gạch ngang để đánh dấu các câu đối thoại và đánh dấu phần chú thích. Ở bài tập số 2 này, các con lưu ý có những yêu cầu sau. Thứ nhất là chúng ta phải biết viết một đoạn văn có sử dụng dấu gạch ngang để đánh dấu các câu đối thoại và đánh dấu phần chú thích. Các con suy nghĩ ra cái cuộc đối thoại này giữa bố và mình hoặc là mẹ và mình. Các con sử dụng các dấu đặt ở đầu dòng hoặc những dấu đặt ở giữa câu. Sau đây, cô sẽ cho các con xem một cái mẫu đối thoại giữa người cha và người con như sau. Sau đây, các con lắng nghe cô đọc một cái cuộc nói chuyện giữa người cha và người con về việc học tập có sử dụng dấu gạch ngang đặt ở đầu dòng và dấu gạch ngang đặt ở giữa câu. Mời các con lắng nghe. Tối thứ sáu, khi cả nhà ngồi xem tivi, bố tôi hỏi: tuần này con học hành thế nào? Tôi sung sướng trả lời bố: thưa bố, thầy giáo khen con đã tiến bộ nhiều, con được 6 bông hoa điểm 10 đấy bố ạ. Con gái bố giỏi quá, bố sung sướng thốt lên. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Các con về nhớ làm bài tập rồi gửi lại cho cô để cô kiểm tra. Cô chúc các con học tốt nhé. Sau khi các con đã được xem ví dụ, thì các con suy nghĩ cho cô biết dấu gạch ngang trong đoạn văn trên có tác dụng gì? À, các con thân mến, trong đoạn văn trên có 3 dấu gạch ngang đặt ở đầu dòng nhằm dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật. Ở đây chính là lời của ông bố
và lời của người con. Còn dấu gạch ngang đặt giữa nhằm chú thích sự vui mừng của bố. À, vậy các con đã hiểu được tác dụng của dấu gạch ngang. Ở nhà các con viết lại một đoạn văn rồi gửi lại cho thầy cô kiểm tra sửa bài cho các con nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô mong các con về nhà chăm chỉ học tập và gửi bài đến thầy cô mình. Cô chào tạm biệt các con.